Sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tạo vệt, tìm cái quỹ tích của một cái điểm chuyển động. Chẳng hạn chúng ta sẽ một cái đường tròn như thế này. Đấy. Đường tròn bây giờ chúng ta sẽ là gì? Ta sẽ một cái tam giác. Đấy, ta lấy một cái tam giác thế này. Vẽ một cái tam giác trên này các bạn này. Rồi ta sẽ về cái trọng tâm của tam giác này. Trọng tâm thì các bạn để dùng trung điểm là trung điểm để trọng tâm. Đấy. Tiếp tục là về đường trung tuyến tiếp theo là trung điểm bên này. Rồi ok. Rồi các bạn về cái đường trung tuyến. Đó. Thì lúc này giáo của hai đường trung tuyến này là trọng tâm. Điểm này điểm cơ. Đấy. Thế thấy nhạt điểm này. Điểm cơ này. Cho điểm này điểm cơ các bạn nhé. Ok. Đấy. Bây giờ thầy về cố định hai điểm B và C đây. Bây giờ cho cái điểm A này chạy. Chạy đến đường tròn này thì tìm quỹ tích điểm G là như thế nào? Thì để phát hiện quỹ tích thì các bạn tạo vệt cho cái điểm này. Tạo vệt nhé. Đấy, tạo vệt. Đấy. Tạo vệt cho điểm này. Đó, tạo vệt xong. Bây giờ ta cho cái điểm này nó di động hoạt nào. Tức là mũi ta lấy bấm chuột phải vào cái điểm này rồi cho hạt não thì chúng ta sẽ tìm được quỹ tích của điểm này, điểm G này là một đường tròn. Đấy. Cách làm như vậy, hãy dừng lại các bạn ở đây, các bạn có thể cho chạy tiếp thì các bạn có thể tăng tốc ở đây, tăng tốc của chạy nhanh hơn này. Bạn tăng tốc thì cho chạy nhanh này hơn này. Còn giảm tốc thì chạy chậm lại. Đấy. Đấy. Cho đến 1 là bình thường. Đấy. Và các bạn nhớ rằng là có thể cho chạy ngược lại này. Đấy. Đấy, chạy ngược lại. Đấy, cho chạy ngược lại. Để thầy cho dừng lại. Bây giờ thầy tạo vết. Thì cái điểm này là bây giờ cho là tạo vệt cho cái màu xanh nhé. Đấy. Bây giờ cho chạy. Đây là chạy kiểu khác. Đây là điểm G này, cái tam giác xoáy. Tam giác này nó xoáy. Bây giờ cho điểm này chạy. Hoặc nào. Đấy. Thì nó sẽ quét thành cái vệt màu xanh. Các bạn thì dừng lại các bạn. Dừng lại đấy. Đó là cái cách tạo vệt để phát hiện quỹ tích trong hình học phẳng. Đây là một bài toán khá thú vị các bạn nhé. Kênh của thầy là kênh Mắt Con. Thì đây là một cái tên đặt mới cái kênh của thầy. Mắt Con. Con. Các bạn gõ Google cái tên Mắt Con này để các bạn vào những bài học trên kênh của thầy. Các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong cái dịp gần nhất.